Thưa quý vị, được đánh giá là cửa ngõ kết nối thành phố Hồ Chí Minh của vùng đồng bằng sông Cửu Long, huyện Bình Chánh đang có được nhiều xung lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Hiện Bình Chánh được đánh giá là đã đạt 26 trên 30 tiêu chí để thành lập quận. Và để tiến đến đạt đủ bộ tiêu chí lên quận hoặc thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2025, huyện Bình Chánh cũng đang quy tụ hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư ước tính 5 tỷ đô la, tương đương với hơn 100.000 tỷ đồng. Nhờ lợi thế trên, theo VN Direct, trong nửa cuối 2021-2022, Bình Chánh tiếp tục trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản nhờ hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông đang rục rịch triển khai. Trong đó phải kể đến dự án Metro 3A Bến Thành Tân Kiên do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA thực hiện, có chiều dài 20 km với 18 nhà ga, nối trực tiếp với tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để tạo thành một hành lang vận chuyển hành khách hiện đại, đi qua trung tâm, kết nối khu vực Đông Bắc và Tây Nam thành phố. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận với tổng chiều dài hơn 110 km hay tuyến đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ dự kiến khởi công năm 2023 cũng sẽ góp phần tạo thành hệ thống giao thông hiện đại, thông suốt, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với vùng Tây Nam Bộ. Đặc biệt với dự án tuyến xe buýt nhanh BRT số 1 trị giá gần 3.300 tỷ đồng đi qua địa bàn các quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân, Bình Chánh dự kiến khởi công năm 2022 và hoạt động năm 2023. Sau khi bến xe miền Tây mới ở huyện Bình Chánh hoàn thành, lộ trình tuyến sẽ được nối dài đến bến xe này. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tuyến đường giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 50, đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, giúp việc di chuyển về trung tâm hay các đô thị vệ tinh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, sự phát triển mạnh mẽ về mạng lưới giao thông còn thu hút nhiều doanh nghiệp địa ốc, nhà đầu tư chuyển hướng vào Bình Chánh để đón đầu cơ hội. Tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp cao cấp Westgate của tập đoàn bất động sản An Gia có quy mô 3,1 ha, gồm 4 tòa tháp Mekong, Danube, St. James với gần 2.000 căn hộ. Từ dự án, cư dân không chỉ dễ dàng tiếp cận đến hệ thống tiện ích ngoại khu như bệnh viện, trường học, bến xe, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, mà còn nhanh chóng kết nối đến các tuyến giao thông huyết mạch, rút ngắn khoảng cách di chuyển đến khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, Westgate còn được trang bị hệ thống 50 tiện ích hiện đại, trong đó có nhiều tiện ích cao cấp lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc căn hộ tầm trung. Nổi bật như công viên trung tâm nội khu rộng 1,9 ha, hồ bơi Olympics có chiều dài gần 50 m với 5 làn bơi, dòng sông lười tích hợp bồn tắm sụp jacuzzi, sân thể thao đa năng, khu vực barbecue, khu cắm trại, đường chạy bộ nội khu dài 800 m, v.v., góp phần nâng tầm trải nghiệm sống dành cho cư dân. Nhằm hỗ trợ khách hàng trước những khó khăn của dịch bệnh đến tình hình kinh tế chung, bên cạnh các chương trình ưu đãi như miễn lãi vay hay ân hạn nợ gốc, tập đoàn bất động sản An Gia tiếp tục thể hiện vai trò người đồng hành với chương trình ưu đãi đặc biệt mua nhà được cashback áp dụng cho dự án Westgate đang triển khai tại Bình Chánh. Cụ thể, khi khách hàng đăng ký sản phẩm thành công sẽ được hoàn 100 triệu đồng vào tài khoản. Theo đại diện An Gia, chính sách mới ban hành sẽ giúp khách hàng, nhà đầu tư dễ thở hơn rất nhiều trong việc huy động tài chính, điều chuyển dòng tiền ở giai đoạn khó khăn hiện nay. Cùng với ưu đãi cashback 100 triệu đồng, khách mua căn hộ Westgate còn được hưởng chính sách thanh toán nhanh cùng chương trình chiết khấu hấp dẫn lên đến 6%. Đặc biệt đối với các khách hàng thân thiết, An Gia cũng mang đến gói ưu đãi hấp dẫn với chiết khấu tối đa 4% giá trị căn hộ. Tính toán nhanh trên một căn 2 phòng ngủ, 2 toilet có mức giá khoảng 2 tỷ đồng, người mua có thể thu lợi khoảng 300 triệu đồng ngay tại thời điểm giao dịch. Phương thức thanh toán này sẽ phần nào giúp người mua chủ động được nguồn tài chính, có thể sử dụng khoản tiền chiết khấu xoay vòng vốn, đầu tư vào các công việc kinh doanh khác có khả năng sinh lợi nhiều hơn. Mặt khác, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 15%, tương đương với 300 triệu đồng, sau đó thanh toán theo tiến độ đến đủ 30% trước khi nhận nhà. Đến quý 1 2023 là có thể nhận bàn giao, thực hiện sang nhượng hoặc cho thuê căn hộ hoàn chỉnh. Với phương án này, những gia đình trẻ có mức thu nhập từ 30 đến 35 triệu đồng một tháng, cùng với khoản tích lũy cơ bản từ 300 triệu đồng, có thể dễ dàng sở hữu không gian sống hiện đại, tiện nghi tại khu căn hộ ngay trung tâm hành chính Bình Chánh. Chưa kể sau 2-3 năm, với sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, tổng giá trị căn hộ sẽ tăng cao, dự kiến ít nhất 25-30%. Về phía cạnh đầu tư, chủ nhân có thể đạt lợi nhuận gần như 100% vốn đầu tư ban đầu. Sau sự đón nhận trên cả mong đợi của thị trường đối với ba tòa tháp Seine, Danube và Mekong,
tập đoàn bất động sản An Gia sẽ tiếp tục ra mắt tháp Thames, cũng là mảnh ghép cuối cùng trong 4 tòa tháp được đặt tên theo các con sông nổi tiếng của dự án Westgate, hứa hẹn mang đến cơ hội an cư, đầu tư lý tưởng cho các gia đình trẻ và các nhà đầu tư.